lời ghép gan mới tốn tiền vài tỷ đồng. Thấy hoàn cảnh em vậy rồi hả, số tiền tỷ trở lên thì làm gì có để mà cứu con. Cái lúc đó thì chị suy nghĩ thế nào? Tuyệt vọng lắm, lúc đó là giống như mình mất con mình rồi. Nên chứ mỗi ngày nhìn con vậy làm cha là mẹ ai mà không có xót. Nhìn bé đau đớn hả, mỗi lần vô bệnh viện chích thuốc hả, lấy ven này nọ rồi hả, chịu hành hạ của bệnh tật này nọ, không có cha mẹ nào mà chịu được. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cú Chiến Channel. Hôm nay thì Cú Chiến đã có mặt tại Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì mình cũng nhận được cái thông tin chia sẻ về cái hoàn cảnh của bé Diệp, một cái cô bé mà bị gan teo mật bẩm sinh và đang phải điều trị. Thì Cú Chiến cũng sẵn đi lại ngay đây luôn, mình sẽ ghé qua tìm hiểu xem cái hoàn cảnh của bé như thế nào và cái câu chuyện bé ra sao, để xem mình có thể giúp đỡ được phần nào hay không nha. Thì mời mọi người theo chân Cú Chiến ha. Đây các bạn, tới chỗ rồi. Đây là một cái căn nhà trọ ha. Rồi chào bà, chào chị nha. Ừ. Chị là chị Mai phải không? Dạ. À, chị Mai hôm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, 24 ạ. 24 ạ? 34. Dạ. Thì trên mạng thì cũng có một vài người giới thiệu về cái hoàn cảnh của chị. Thì Cú Chiến thấy cũng rất là đặc biệt nên là hôm nay muốn ghé qua thăm một chút. Thì chị có thể nói sơ sơ về cái câu chuyện của mình để mọi người có thể biết được không ạ? Dạ, bé Lê Nguyễn Ngọc Diệp, lúc sanh ra bé trắng trẻo bình thường giống như mọi người lắm. Em sinh bé cũng đủ ngày đủ tháng, đẻ ra 3 kg 3, bé cũng trắng trẻo bình thường. Nhưng mà lúc mà 1 tháng trở đi thì da bé bắt đầu vàng lên, thì phân bé bạc màu, nước tiểu vàng sậm. Thì lúc đó em cứ nghĩ là bé bị thiếu canxi thôi, nên phơi nắng rồi uống thuốc giống như mấy cái phương án dân gian của mình áp dụng cho mấy đứa trẻ sơ sinh á. Yeah. Mà không hết. Rồi lúc tới 2 tháng em đem vô nhi đồng 2 thí nghiệm thì cái độ ứ mật của bé cao lắm. Bác sĩ nghi ngờ là bị teo mật nên kêu nhập viện theo dõi. Thì theo dõi qua nhập viện rồi xét nghiệm rồi chụp x-quang siêu âm rồi thì kết quả là bé bị teo mật. Teo mật ha. Nên 10 ngày sau thì bé mổ mà cái thì bác sĩ nói là cái phương án đó là chỉ kéo dài sự sống thôi, chứ thật sự là phải ghép gan nên bé mới có sống được. Cái trường hợp này thì Cú Chiến thấy là giống như là bé Long. Chị có xem mấy kênh của Cú Chiến không? Dạ có. Thấy cũng tương tự bé Long ha, bụng cũng phình ra mà đôi mắt cũng vàng nè. Hay chào con. Chào con. được cái môi hồng hào ha. Này các bạn, cái bụng của bé rất là lớn luôn. Tới nay là được mấy tháng rồi chị? Dạ, được 13 tháng. 13 tháng là lớn hơn bé Long rồi. Lớn tuổi hơn bé Long. Cái bụng mà cứng ha. Dạ. Dạ. Nhưng cái bụng này thì nó như thế nào chị? Trước kia là nó có to vậy không hay là sao? Dạ, to ít thôi, nhưng mà tại vì cái ca mổ của bé không thành công đó, nên càng ngày cái độ xơ gan nó càng dạ, nhiều hơn. Dạ, chị cho em coi cái bụng được không? Lách to vẫn có là bụng bự. Cái trường hợp này y chang của bé Long, là cái bụng nó cũng lớn lên như vậy. Lách to, bụng bự. Dạ. Mà xơ gan thì càng ngày nhiều. Đây là cái vết mổ này. Dạ. Vết mổ là từng là làm phẫu thuật rồi nhưng mà không thành công ha. Dạ. Mổ dài qua đây. Dạ. Tức là bây giờ như bác sĩ nói là chỉ có thể là kéo dài cái sự sống cho bé thôi. Dạ. Chứ chưa có gì chữa được dứt điểm. Dạ. Bệnh này rồi không ghép gan thì nói chung là bé sống được ngày nào hay ngày đó. Mà bình thường á, bé Diệp á, ăn uống làm sao chị? Ăn được không? 13 tháng chứ ăn bột hay gì thôi, là với bú sữa thôi chứ. Tại vì bé không tiêu hóa được thức ăn nên dinh dưỡng không có. Hằng ngày á, thì trước đây chị làm công việc gì? Dạ, em làm công ty thực phẩm. Dạ. Còn bây giờ ba bé đi làm rồi hả? Dạ, ba bé đang chạy vô bệnh viện để lo mấy cái giấy tờ, tại em mới mổ 4 tiếng giáp của em. Như là cái cổ của chị Mai cũng mới mổ xong phải không? Dạ. Cái đó là sao chị? Dạ, em bị ung thư tuyến giáp. Cả mẹ lẫn con là đều bị bệnh ha, khổ gì mà khổ dữ trời. Là con đầu lòng của anh chị luôn á. Dạ. Lúc đó là mấy tháng thì mới bắt đầu là mình phát hiện bệnh vậy? Dạ, lúc
một tháng mấy thì không có rõ, nhưng mà 2 tháng thì đem vô hả nhi đồng thì bác sĩ chẩn đoán vậy. Rồi lúc đó giống như trời sập vậy, tự nhiên giờ ẵm con vô bệnh viện, nghĩ là khám bệnh nghĩ là nó bị vàng da sơ thôi. Giờ bác sĩ nói là ghép gan nó tốn tiền vài tỷ đồng. Thấy hoàn cảnh em vậy rồi hả, số tiền tỷ trở lên thì làm gì có để mà cứu con. Mình nghe tới đó mình thấy giống như là mất con rồi. Cái lúc đó thì chị suy nghĩ thế nào? Tuyệt vọng lắm, lúc đó là giống như mình mất con mình rồi, nên không biết làm sao chơi ngoài cầu trời khẩn Phật cho ca mổ nó thành công. Mổ xong thì phân bé nó cũng bạc như vậy rồi, nó không có tiến triển gì hơn chứ. Càng ngày thì biến chứng nó càng nặng hơn rồi hả. Đợt vừa rồi là bé ói máu, ỉa máu luôn, nhập viện hơn 1 tháng trời. Bởi vậy hả, em cứ xin nghỉ hoài ở công ty, đâu có làm đi làm gì được đâu. Rồi những cái ngày qua mà hai vợ chồng chạy đi lo cho con như vậy rồi thì cái thu nhập đâu mà mình chi tiêu trong cuộc sống? Thì công ty hả, với bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ thôi. Kinh tế gia đình lúc này cũng bấp bênh lắm, tại vì anh chồng em lúc trước làm chung công ty mà nghỉ thời gian để chạy rác, rồi giờ hả thu nhập hả cũng không có ổn định. Em thì hả là công ty mà hả em đang nghỉ không lương vậy để chăm con đó, rồi em bệnh nữa vậy, cảm thấy sức khỏe mình nó yếu rồi, không biết mình có làm tiếp tục nổi hay không, cũng phải gán đi làm. Tại vì bệnh con mình gì rồi không đi làm thì tiền đâu mà cứu con. À, chị là ở dưới Sóc Trăng đây phải không? Dạ. Mình lên Sài Gòn sinh sống lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Ở trên này còn người thân nào không chị? À, vậy chắc cũng khó khăn, không có hỗ trợ gì với mình nhiều ha. Dạ. Đấy, hằng ngày ví dụ như là anh với chị mà đi làm thì bà sẽ giúp chăm cháu ha. Dạ, tại vì em mổ nên nhờ bà lên chăm đó, chứ bà thì ở dưới quê. À. Hai vợ chồng em nhau thay phiên nhau chăm con, nên anh phải nghỉ để có một người ở nhà hết thời gian. Ấy để em làm công ty thì thời gian cố định đó, nên em không có nghỉ được, luân phiên nhau coi con. À, cô chị hiểu rồi, vậy là bà cũng mới lên để phụ để mà chị mổ cái cái tuyến giáp phải không? Dạ. Yeah. Còn cái bạn chị thì sao, chị có thể chia sẻ một chút cho chị em biết được không? Dạ, thì cũng tình cờ làm khám ở bệnh ở công ty đó, rồi khám định kỳ để mình cấp cái thẻ xanh để mình đi làm thực phẩm á. Thì lúc mà siêu âm tuyến giáp thì bác sĩ nói là bên tuyến giáp trái em có một cái nhân á, em đi kiểm tra xem nó lành hay ác nha. Cái lúc đó cũng sợ rồi, nhưng mà tham khảo trên mạng là nhiều người nói là lành tính, mình cũng hy vọng là mình may mắn. Thế là em đi khám chuyên sâu hơn thì có chọc sinh thiết ra thì người ta nói là ác tính, mà bệnh này phải mổ, mà không mổ rồi nữa là nó sẽ di căn rồi hả, khó trị hơn. Thì bác sĩ cũng tư vấn là cái này nó là loại nhẹ của ung thư, mình có thể chữa được mấy giai đoạn đầu thôi, là mình khả quan, mình còn hy vọng. Giờ là cả hai mẹ con đều bị bệnh hết rồi ha. Dạ. Anh thì làm Grab thu nhập bấp bênh. Dạ. Bình thường là cứ khóc vậy hả chị? Cứ đau khóc vậy ha? Khó chịu lắm, tại vì bụng bự nó gì là nhức chồng à? Dạ. Yeah. Ẩm nó vậy thôi, thật sự nó rất là khó thở để nó nằm chơi tối ngày. Dạ. À. Yeah. Nằm gì nó chơi. Ban đêm gì có khóc nhiều không vậy? Nó quấy nó khóc lắm, tại nó không khỏe người. Bé sợ tới bệnh viện phải không chị? Sợ lắm, tại vì mỗi lần nhập viện vô là cứ lấy ven tay chân để truyền thuốc kháng sinh đó, nát tay nát chân hết trơn à, vừa lấy máu thử xét nghiệm riết. Nó mấy đứa này mạch máu nó nhỏ nên nó làm ven truyền thuốc á, rồi 1-2 ngày là cái ven nó hư rồi phải lấy lại cái khác. Dạ. Cứ lấy suốt hết tay, xuống chân rồi lên tay, biết sợ lắm.
khi hả mình sống hả dài chục năm đi đầu cho những đau đớn mình trải qua không có bằng nó. Dạ. Bởi vì gia đình bệnh teo mật bẩm sinh này gọi là gia đình BA đó, gọi này là những chiến binh, tại nó chiến đấu hàng ngày, nó chiến đấu với bệnh tật. Dạ. Đây là lúc là mấy tháng kìa? Lúc này mới đẻ ra luôn. Mới đẻ ra luôn ha. Mới đẻ ra. Nhìn trắng tươi ha. Dạ. Trắng như bông bự vậy. Rồi khúc này là bắt đầu là dạ. Lâu chưa chị? Cái lúc này mà là 3 tháng mấy 3 tháng mấy ha, dạ. Là mới phát hiện bệnh luôn á. Lúc đó dạ. Là đã bệnh rồi, lúc này bác bé mổ xong rồi bé bị nhiễm trùng đường mật lại. Dạ, nhìn mặt bé... em hớn hở kìa. Dạ. Dễ thương ghê. Mấy đứa này chỉ cần mà giống như là những đứa nít bình thường, nó sốt có mọc răng hay sốt bò, sốt lẫy gì đó, mà chỉ cần nó sốt cái là phải đem vô bệnh viện liền, tại nó sốt nó bắt đầu nó nhiễm trùng qua cái vết mổ cũ ở trong bụng nó, sẽ nhiễm trùng đường mật á. Dạ. Nó chỉ cần sốt là nó qua nhiễm trùng đường mật liền. Mà nhiễm trùng thì phải nhập viện ở ít nhất cũng cỡ 1 tháng để mà truyền mấy kháng sinh mạnh. Đây các bạn, chỉ có khi mới sinh ra rất là dễ thương. Mà lúc mà mới bị bệnh thấy anh khỏe cũng cười mít này ha. Có ai là cha mẹ mà muốn con mình bị vậy đâu. Thì không biết làm gì hơn ngoài cố gắng chăm sóc con hết mình thôi. Chứ giờ nói chung là tiền lo cho con thì mình không có khả năng. Hiện giờ là đối đế lắm rồi, cùng đường lắm rồi mới đăng lên là xin tiền các mạnh thường quân để có tiền chữa bệnh cho con. Chứ mỗi ngày nhìn con vậy làm cha làm mẹ ai mà không có xót. Nhìn bé đau đớn hả, mỗi lần vô bệnh viện chích thuốc hả, lấy ven này nọ rồi chịu hành hạ của bệnh tật này nọ, thì đâu có cha mẹ nào mà chịu nổi chứ. Nhiều khi hả mình cầu mong là mình thế cho con đi để con bớt đau đớn. Trong cái hành trình mà gần 1 năm qua đồng hành với con mình á, đi chữa bệnh á, thì những cái lúc nào mà chị thấy nó tuyệt vọng nhất? Mỗi lần vô bệnh viện á, những biến chứng của con đợt vừa rồi là hả, cảm thấy bị suy sụp luôn. Bé vô bệnh viện mà hả, là mấy bữa đó là bé có sốt hả, có ho, mà bé ho ra máu rất là nhiều. So ho cái là ra máu, lúc mà ẩm vô bệnh viện thì bé đờ đẫn không biết gì hết, mà lúc đó là bé hả thì ra máu cục gì hết, chọc đá rất là nhiều luôn, cứ nửa tiếng một lần ra đầy ra đó rồi hả. Nhập viện nằm cấp cứu mà truyền thuốc hả liên tục hết trơn vậy. Bạn thì bạn như thấy vẫn chơi hồn nhiên ha. Thấy nhiều khi hả mình thấy nó vô tư hồn như gì mà mỗi lần con nó cười là mình khóc á, tại vì hả nó không biết những cái gì xảy ra với nó. Là mọc răng phải không, thấy cái lưỡi rồi cứ đá qua đá lại nè. Đây các bạn, thì hôm nay Quốc Chiến cũng dành cái thời gian vào thăm bé Diệp ha. Thì thấy cô bé rất là dễ thương, nhưng mà thật là không may khi mà mắc phải cái căn bệnh ngặt nghèo này. Thì Quốc Chiến cũng sẽ cố gắng chia sẻ câu chuyện này để mọi người biết tới cái hoàn cảnh của bé, mọi người có thể chung tay giúp sức để mà giúp cho gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này ha. Thì Quốc Chiến thì không có nhiều, Quốc Chiến trích quỹ được 1 triệu để mà gửi cho chị Mai nha, để chị Mai có thêm cái tiền để mà mua thêm thức ăn tạm bợ cho bé ha. Đây, có Chiến gửi cho chị Mai nha. Dạ, cảm ơn chị. Cái môi ảnh hồng hồng ha, dễ thương quá. Lông mi dài à, lông mi dài ghê luôn á. À. Ráng mà khỏi bệnh nha con. Dạ. Thôi chị Mai với lại bé cố gắng lên nha. Thì Quốc Chiến sẽ cố gắng chia sẻ câu chuyện này, hy vọng rằng là nhiều người biết tới hoàn cảnh của chị để mà